Chào anh em, mình đến từ MHN.vn. Ngày hôm nay thì mình có một cái tai nghe của Hoco. Tai nghe mà Hoco nó làm nhái theo, thôi nói nó nhẹ nhàng là làm giống theo tai nghe AirPods Pro anh em nhé. Phải công nhận là cái ông Hoco này ông cũng giỏi thật. Ông sao chép, ông cũng là một cái thương hiệu, là một cái thương hiệu cũng khá là lớn, được quảng cáo là đến từ Hồng Kông, và chuyên gia sao chép mấy cái tai nghe, mấy cái đồ linh tinh của Apple. Mà cái doanh số mình bán cái tai nghe rất là chạy luôn nhá. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip bóc hộp và trải nghiệm sơ qua cái tai nghe này cho anh em xem như thế nào. Để mua sản phẩm này thì anh em lại đặt hàng ở dưới đường link mô tả thôi. Đơn giản như vậy thôi. Sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán là 1.9 triệu. Tai nghe AirPods Pro xịn bên mình đang bán là 6.5 triệu. Và tai nghe này chỉ có 1.9 triệu thôi. Và chất lượng thì nó thật với anh em là nó cũng được ấy, cũng kinh khủng ấy, cũng gần như là tai nghe xịn luôn. So sánh một cái là gần 2 triệu, một cái là khoảng 6.5 triệu thì hơi khập khiễng. Nhưng mà cũng phải nói thật với anh em là cái số tiền thì nó chỉ bằng có 1/3 thôi, 1/3. Nhưng mà cái giá trị, cái chất lượng của nó thì mình nói thật với anh em nó phải được 8 điểm ấy. Có nghĩa là phải 8/10 đấy. Thế nên là nếu anh mua, em mua cái này là lãi nhá. Ok, thì bây giờ là anh em có thể nhìn sơ qua rồi. Vỏ hộp thì nó đóng cũng giống cái vỏ hộp của cái tai nghe S26 mình đã từng giới thiệu ấy. Đã, mình đã từng có một clip đây này, mình sẽ cho anh em xem lại này. Tai nghe này doanh số của nó là phá đảo luôn. Đấy, thì bây giờ có tai nghe này thì mình hy vọng là tai nghe này cũng sẽ bán rất là chạy. Bởi vì là những cái sản phẩm này nó làm giống Apple và nó thương hiệu Oco, dùng rất ổn định em nhé. Chứ không giống như hàng cái hàng Rep 11 ấy thì cũng chức năng mà và giống y xì. Nhưng mà hàng Rep 11 nó thật anh em nó cũng chưa chắc là ổn định bằng cái này đâu. Mà thực ra là mình bán chưa có lỗi đâu, nhưng mà mình cứ nói là như vậy đi, bởi vì mình thấy cái này nó làm rất là chắc chắn luôn. Thì bây giờ mình sẽ bóc hộp này cho anh em xem nha. Ok, anh em có thể nhìn thấy này. Nó cũng đóng gói mình cũng giống Apple thôi. Đấy, đằng sau này tất cả đều nguyên siêu hết. Và có một cái tem của chính hãng Oco đấy nhá. Đây là sản phẩm của chính hãng. Và giá niêm yết bên mình hiện tại đang bán là 1.9 triệu anh em nhé. 1.9 triệu anh em xem clip này thì chắc chắn là anh em mình sẽ bán rẻ hơn cho anh em rồi. Anh em like và share thì rẻ tiếp. Ok chưa? Đóng hộp nó giống Apple luôn. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây phiên bản sạc không dây. Đây là một phiên bản có sạc không dây nhá. Đó. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Một số bằng rất là nhiều ngôn ngữ. Đây là tai nghe này anh em này. Đó, cũng theo một cái dây sạc. Để xem này, cái này là cái đầu một dây sạc Nalink này. Giấy một túi chống ẩm này. Ở đây chúng ta có một cái cuộn đựng những cái đầu nút để chúng ta thay cho cái tai nghe. Ok chứ, bây giờ mình sẽ lấy tai nghe xem thế nào. Tai nghe này chúng ta sẽ sạc được không dây. Đó. Cầm trên tay cái thật với anh nghe là nó nhẹ. Nó nhẹ lắm, nó nhẹ giống như của cái tai nghe S26 ấy, nó không nặng và chắc chắn như được cái tai nghe xịn. Hàng là hàng Rep 11 ấy thì nó rất là nặng, nó nặng như hàng xịn luôn. Còn tai nghe này thì nó nhẹ hơn nhiều và cầm nó cũng không được chắc chắn bằng. Các bạn có thể thấy là nó cũng bỏ ráp ra và cũng khá là mấy, nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn không chắc chắn bằng hàng xịn luôn. Mình thử bật lên cho kết nối xem là nó sẽ báo như nào nhá. Ok, để tai nghe đây anh em này. Tai nghe đây. Đó. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là giống. Cái này làm tương đối là giống luôn. Đó. Cái nhà cảm biến đầy đủ hết, các cảm biến này. Cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ hết nhá. Đó. Ok, mình kết nối cái điện thoại xem nó như nào nhá. Xem có giống hàng xịn không nào. Mở nắp. Không bảo gì anh em ạ. Mở nắp không bảo gì luôn. Đóng lại này. Lấy được cái tai nghe S26 mở được này. À mà quên mất, cái tai nghe này nó có tên là S36 anh em nhé. S36. Còn cái tai nghe mình hôm trước mình giới thiệu là cái tai nghe này là S26 Plus. Đấy, tai nghe S26 Plus thì mở ra nó nhận luôn anh em này. Đấy, còn tới tai nghe ES36 mà là giống tai nghe AirPods Pro rồi xem nào. Không bảo gì. Em ạ. Mà nó không bảo gì. Hôm trước anh có một cái tai nghe Fix 11 của AirPods Pro ấy. Mở ra không bảo gì hả? Mở ra không bảo gì. Không có cái nối. Ừ. Không có má.
hay là cái dòng Pro này chưa fake được anh em nhỉ? Hồi trước mình có một cái tai nghe AirPods Pro Rep 11 và mình mở ra nó không bảo gì. Đó. Đó, đây là những nhận là search Bluetooth là nó cũng nhận là AirPods Pro này. Có nghĩa là search nó cũng nhận này, thử kết nối vào xem nào. Ok ok, kết nối luôn. Đó. Đóng nắp vào xem nó có mất kết nối không. Đóng mắt nắp vào thì vẫn bao cái nối, chưa ngắt ngắt cái nối này. Ồ, ok, ngắt cái nối rồi. Mở nắp xem nào. Ồ, tự động kết nối luôn. Nhưng mà rất tiếc là nó không báo thông số. Mở ra nó báo thông số như Apple Pro thì sướng hơn. Cái thiết kế của chiếc tai nghe này ấy, thì nó cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi, cũng không hoàn thiện, nó không phải được cao lắm anh em ạ. Đấy, cảm biến đầy đủ anh em này, mình có thể sờ và thấy này. Đấy, bật Siri luôn, giữ vào sẽ bật Siri luôn. Có nghĩa là các cảm biến đầy đủ như tai nghe xịn luôn. Đó, chúng ta có nhìn thấy không? Mình sẽ gọi là. Hết. Mình sẽ gọi là. Tự tắt luôn. Hi Siri. Hi Siri. Siri không bỏ gì luôn, có nghĩa là chắc là tiếng Anh của mình phát âm quá kém. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình chỉ mở hộp để giới thiệu sơ qua các tai nghe thôi anh em nhá. Mình đã bán một vài chiếc và được anh em đánh giá là chất lượng của nó nghe rất là hay. Nghe rất là hay trong tầm giá là 1 triệu 9, 1 triệu dưới 2 triệu thì không còn gì phải chê cả. Lại có giống AirPods Pro nữa, giống gần như là 99% anh em ạ. Cảm biến các thứ đầy đủ luôn, chỉ có điều là mở ra thì mình thấy không thấy là nó báo lên nhận và báo thông số như một chiếc AirPods, như một chiếc AirPods Pro xịn. Nhưng cũng không sao cả, đây là một chiếc tai nghe với giá chỉ có bằng 1/3 và chất lượng bằng 8 phần, thì chúng ta đã lãi được cái phần đấy rồi đúng không? Để mua sản phẩm này nhé thì anh em có đặt hàng trên đường link ở mình để ở phần mô tả ấy. Sản phẩm này hiện tại mình đang bán với giá chỉ là 1.900.000. Anh em xem clip, anh em share cho mình, anh em like cho mình và anh em subscribe kênh YouTube thì mình sẽ giảm giá luôn 500.000 cho anh em nhé, là còn 1.400.000 thôi. Mình nói luôn là mình giảm giá luôn 500.000 cho anh em, 1.400.000 thôi. Thế nên là anh em xem và chia sẻ đấy nhá. Cảm ơn anh em xem clip. Chào và hẹn gặp lại anh em.